nắng nóng càng nhiều, mây đối lưu hoạt động càng lớn thì dông sét càng mạnh. Không nhiều người may mắn sống sót khi bị sét đánh trúng. Bất kỳ sự chủ quan nào của con người trước thiên tai đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Sét đấy là bản chất của nó là mang một cái dòng điện tích rất là lớn, khoảng vài chục kiloampe, thậm chí là có những cái cú sét có thể tới 200 dòng điện tới 200 kiloampe. Thì những dòng điện sẽ do sét đánh thì có thể gây nên chết người ngay lập tức, đặc biệt là trong những trường hợp mà sét nó đánh thẳng trực tiếp vào người. Trong những trường hợp mà sét đánh ví dụ như là đánh xuống cây, sau đó một phần cái dòng sét nó có thể lan truyền hoặc là đánh vào cái người đứng bên cạnh, hoặc là sét có thể đánh ở một vị trí xong lan truyền trên mặt đất để gây nên cái điện thế mức, thì cũng ảnh hưởng đến cái gây ra thương tích cho con người. Dông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm chớp xảy ra. Cơn dông được hình thành khi có khối không khí nóng ẩm chuyển động thẳng. Cơn dông có thể kéo dài từ 30 phút đến 12 giờ, trải rộng từ vài chục đến hàng trăm km và được ví như một nhà máy phát điện nhỏ công suất hàng trăm megawatt. Điện thế có thể đạt 1 tỷ vôn và dòng điện từ 10 đến 200 kiloampe. Một tia sét thông thường có thể thắp sáng bóng đèn 100 watt trong 3 tháng. Theo thống kê, trên trái đất của chúng ta, cứ mỗi giây có chừng 100 cú phóng điện xảy ra giữa các đám mây tích điện với mặt đất. Công suất của nó có thể đạt tới hàng tỷ kilowatt, làm nóng không khí tại vị trí phóng điện lên đến 28.000 độ C, tức là hơn 3 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời.